Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tuyến Vlog theo vị. Căng nữa rồi nha cả nhà ha. Tình hình thì bây giờ rất là căng thẳng nha vị. Cái câu chuyện của cố nghệ sĩ ưu tú Linh và sóng gió gia tộc thì hiện nay á, bên phía que và bọn kênh kênh thì càng ngày nó càng quá quắt nha cả nhà ha. Và mới nhất đây thì con que nó cũng tiếp tục là chửi khán giả nha vị ha, ghê không vậy. Nó rất là xem thường khán giả nha. Nó nói là trong cái cuộc chiến này chỉ một mình ên nó thôi cũng được nữa, ai mà vô mà bình luận hay là ai mà vô mà nói cái gì là chơi luôn, nó chửi thẳng mặt hết trơn nha quý vị ha. Rất là mạnh mồm nha. Thậm chí thì cũng có thêm một cái thông tin thì không biết là như thế nào đây. Nghe đâu là ông Bảy ông đang cự cãi với vợ ổng ha, cũng liên quan về cái vụ mà kho cá đó cả nhà. Tại vì ổng không, vợ ổng không biết kho cá hay sao đó. Bây giờ bị cộng đồng mạng nói quá trời nói, ổng tức sao đó, ổng đang đấu khẩu, thậm chí là nghe đâu là có những tác động nào đó với bà Bảy nha. Tại vì cũng là tại bà Sáu nữa rồi, cũng là tại bà Sáu nữa. Thì ở đây thì cũng có một cái thông tin cũng rất là mới nè quý vị, là luật sư Tiết Ngọc cũng vừa mới đăng tải lên, cũng rất là hay nha. Nói chung ngày hôm nay có rất là nhiều những nguồn thông tin thú vị, thì em sẽ chia sẻ trước quý vị là cái thông tin liên quan đến ông Bảy. Thậm chí thì đang cự cãi với bà Bảy, thậm chí là đeo đã nghe đâu còn đòi từ mặt bà Sáu nữa nha cả nhà. Ở đây trời ơi, nghe đâu chú Bảy Xèo với cô Xích cãi nhau còn đòi từ mặt nhau nữa, chuyến này thì búng bò tới công chuyện rồi, đã cái nư quá ta ơi. Không biết là như thế nào nha. Bữa hổm mới kho cá cho ăn này mấy vị, mới kho cá thôi mà sao mà bây giờ lại cự cãi nữa rồi. Có chuyện gì rồi bà Sáu với ông Bảy, hay là ăn chia không đều rồi, nói rồi mà không, từ từ thôi, tháng 5 đi trước thì tháng 10 cũng theo sau. Đồng bọn mà bây giờ hết lợi dụng nhau được rồi thì bắt đầu nó sẽ đấu đá lẫn nhau thôi, nó tìm mọi cách để nó quỷ hoại nhau thôi. Cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với bà Sáu thì anh em hay là như thế nào đó, ruột thịt đó, nó cũng không có thể nào mà quan trọng bằng tiền bạc ha. Tiền bạc mới đối với bà Sáu rất là quan trọng, chứ bà cái vấn đề mà anh em nó gạt một bên đi đó, em không có tiền thì em cũng cút đi, chứ đừng có đặt mà lãng vãng ở trước mặt của em ha, của chị mình, để có thể là kiếm lợi kiếm lộc gì đó. Bà Sáu thì vì cũng biết rồi ha, mình còn tiền thì còn tình nghĩa, hết tiền thì hết tình nghĩa đó. Như là cậu Năm vị cũng đã thấy đó, cậu Năm có tiền thì bà Sáu kêu bằng anh Năm, Năm này anh Năm nọ, Năm trả tiền, thậm chí là anh Năm trả nợ cho. Tới khi mà anh Năm mất đi rồi, người ta cũng lợi dụng cái hình ảnh như là của anh Năm để đứng lên kêu gọi tiền từ thiện, thậm chí là tiền quyên góp. Lúc đó thì anh Năm người ta vẫn còn giá trị lợi dụng nha, người ta vẫn còn anh Năm. Còn bây giờ thì cậu Bảy mình thì không, chắc chắn không có cái vấn đề gì, không có lợi dụng được cái gì rồi. Thì cậu Bảy còn bà Bảy với thằng con nữa, thì bà Sáu người ta không thể thầu nắm tan được, không lợi dụng được nhiều. Và thậm chí ông Bảy trong cái đời drama này cũng đâu có giúp được gì đâu quý vị. Các người cũng thấy không, đâu có giúp gì được cho bà Sáu đâu, nên có thể là bà Sáu cũng không cần hãy đi tranh giành tài sản mà phải chia cho thêm cái ông Bảy nữa. Ông ngồi ở nhà mà như ông đắc lợi, như ông Bảy rất là khôn nha quý vị ha, ngồi ở nhà mà hưởng hết trơn. Bà Sáu đi làm cực khổ với con ve, đi tranh giành cực khổ lắm quý vị, rất là ghê nha. Dạ đây, tiếp theo thì một cái vấn đề mà mình muốn nói thì ở đây là con ve nó đang tiếp tục là phỉ báng chửi khán giả nha quý vị ha. Nó thì nó livestream thì nó bán hàng đúng không quý vị? Thì ở đây có nhiều khán giả thì người ta cũng vào, người ta bình luận thì cũng như là hỏi mua cái này, hỏi mua cái nọ, hỏi mua cái kia đó cả nhà. Nhưng mà nó nói không biết là nó vẫn chửi khán giả là không có đạo đức, ghê không quý vị? Nó là người rất là có đạo đức nha cả nhà ha. Nó có đạo đức lắm, nó tốt quá trời luôn, mà ở đây bị khán giả người ta đồng loạt người ta tẩy chay cũng rất là nhiều nha cả nhà ha. Đây, mình có xem mấy đoạn livestream bán của Phượng Ve. Phượng Ve nói một mình Phượng Ve chấp hết. Bây giờ người ta đâu còn đồng đội đâu cả nhà, người ta phải xài một mình thôi. Hồi đó thì người ta còn rất là nhiều đồng đội nha, HHB rồi Lương Văn Bình rồi ABC, rất là nhiều thứ, nhưng mà những cái tên đó nó vẫn hàng ngày nha, vẫn lên công kích. Chỉ có một một em bị đá ra thôi, chỉ có một em là bị đưa thôi, là con HHB đó cả nhà. HHB là đã bị đá khỏi cái cuộc chơi. Rất là tội nghiệp nha cả nhà ha. Bởi vì bây giờ người ta là một mình, người ta là căng hết, không có sợ ai hết. Khán giả vô hỏi có bán đức không, nó nói bộ khán giả thiếu đức hay sao mà mua, Phượng không có bán nha.
vẫn rất là bố láo và mất dạy nha quý vị. Thấy không quý vị, thấy không, khán giả hỏi người ta chỉ hỏi là có bán đứt hay không thôi, là nó bắt đầu nó chửi rồi, đó là bộ khán giả không có đứt hay là thắt đứt cái gì đó mà vô phải đòi mua đứt quý vị ha. Rất là xem thường, thế là sự này cũng còn rất là xem thường khán giả nha. Ở đây thì chắc chắn thì mọi người người ta sẽ lên tiếng kịch mạnh hơn và sẽ làm bằng mọi cách để có thể là tẩy chay cái con này đi nha cả nhà ha. Rất là ghê gớm cho mày, hết bố láo, hết láo xược. Tại vì nó trên mạng xã hội thì nó xuất hiện mạng xã hội rất nhiều vai trò, đúng không cả nhà? Là hết người này thuê tới người kia mướn, và thậm chí là nó hay là chùm cuối ở phía sau cái câu chuyện này đó. Nó những cái đồng bọn của nó đứng lên kêu gọi nên nó là chùm cuối, nó là chuyển tiền cho nó, bây giờ nó đâu có sợ vấn đề sao kê gì đâu cả nhà. Hằng ngày á, mọi người đang rất là mong muốn sao kê, nó đâu có sợ, thậm chí là nó an nhiên lên mạng xã hội nó kinh doanh rồi buôn bán rồi các thứ các kiểu, chuyện rất bình thường đúng không? Đó, nó còn chửi bán giả, nó bán gì ai mua cả nhà. Em mới là sự ha, nó bán cái kiểu cách của nó ai nào mua, không tôn trọng khán giả, rồi thậm chí là bán hàng thì trên lệch quá trời, rồi hàng thậm chí là kém chất lượng nữa, cũng có người vào bình luận người ta nói rồi, những cái mặt hàng nó bán thì lại kém chất lượng, các thứ các kiểu, thì ở đây rõ ràng nó bán với mục đích là bán cho có, không phải là bán vì cái tâm, nó bán là gì đồng tiền, nó rất là ham tiền, là như vậy nha. Thì ở đây thì luật sư Tiết Ngọc cũng có chia sẻ một cái thông tin như thế này quý vị, không biết là như thế nào, vô tình hay là cố ý mà khoảng ngày hôm qua tới bây giờ thì anh Quách Tuấn Du là người đang hot nhất ở trên mạng xã hội hiện nay ha cả nhà. Vô tình chắc có thể là ra một bài là không phải của mình, cái bài đó thì được sự thu hút của rất là nhiều khán giả, mới có một vài tiếng đồng hồ thôi mình thấy là mà mấy trăm ngàn người xem nha cả nhà ha, rất là thu hút mọi người, và thậm chí thì nghe đâu mất cười lắm cả nhà, cái bọn cần cần chắc nó tức tối lắm, hay là con ve tức tối lắm cả nhà, nghe đâu là bọn nó không tính làm đơn thưa kiện anh Quách Tuấn Du đó cả nhà, không biết là thưa kiện gì tay về cái tội gì nữa. Cái bọn này nó khoái thưa kiện lắm các bạn, nó đồn lên đó là con que sẽ thưa kiện là anh Quách Tuấn Du rồi thậm chí là làm nhục mạ hình ảnh gia đình của cố nghệ sĩ. Mình thấy nó rất là cười nha cả nhà. Người ta ra một cái bài hát mà rất là đúng thời điểm luôn, em thật sự rất là đúng thời điểm, bài hát rất là hay, bài đó có thể là lên top thịnh hành là xuyên luôn cả nhà, bài hát hot trend luôn cả nhà, rất là hay nha. Đây thì ở đây chị luật sư Tiết Ngọc có chia sẻ như thế này đây cả nhà, có người gửi link một cái bài hát nghe thật sự xúc động, mà bài hát không chỉ đúng với tình anh em gia đình mà suy rộng ra đó tính là nhân lý trong cái cuộc sống này, chân thiện mỹ đều là cần hướng đến, bất cứ điều gì không phải của mình thì đừng có tranh giành, hãy dành thời gian theo đuổi tranh giành để tự tạo lập cái đó cái riêng, cái gì riêng của mình để được trân quý tự hào và giữ lấy thành quả đó. Cũng là Phật tử nên luật sư đồng cảm với những từng lời chia sẻ của ca sĩ Quách Tuấn Du, vì anh ấy cũng là Phật tử, từng lời bài hát được ca sĩ truyền tải rất xúc động. Ở đây thì mới chị luật sư Tiết Ngọc mới chia sẻ là khoảng 14 phút trước nha quý vị, cũng nói về cái vấn đề là bài hát rất là hay, và thậm chí thì anh Quách Tuấn Du đó cả nhà cũng là Phật tử, hát những cái bài này rất là sâu sắc, nhưng mà khi hát những cái bài này lên là sẽ đụng chạm rất là nhiều người nha, đụng chạm đến mẹ con bà Sáu, đụng chạm đến ông Bảy gì đó cả nhà, cái điều đó là đương nhiên rồi, không thể nào mà không đụng chạm nha, không nhột nha, chắc chắn là sẽ nhột, tại vì mọi người lan truyền rất là nhanh, mọi người lan truyền nhanh chóng lắm, lan truyền chóng mặt dần gì đó, tội nghiệp mẹ con bà Sáu ghê luôn cả nhà, ra những cái bài hát thôi rất là đau lòng nha cả nhà. Thì ở đây nó có một cái thông tin tiếp theo liên quan đến chị mì xào mình nha quý vị. Nghe đâu là chị mì xào mình đó quý vị, cũng lên tiếng như là kêu oan cho cái con cúc cúc người cả nhà. Hay là bắt đầu về phe của bà Lành Trình Bồn rồi, bắt đầu là về phe bà Sáu không được cái gì đó, bắt đầu quay qua về phe cái con cúc cúc. kiếm cái gì đó rồi, không biết cái chị mì xào mình kiếm cái gì ở trong này nữa nha cả nhà ha. Đây, mì xào xin nói lên tiếng nói oan kiên, khiến cho em cúc cúc con gái của cô Lành và Trành Bồn phụ bán bún bò cho Phượng Ve. Bây giờ người ta đã nói rõ ràng ha, xin lên tiếng nói kêu oan
cho con Cúc Cúc, người phụ bán, con của bà Lành, người phụ bán cho con Phượng Ve ha. Ồ, đây nè cả nhà, ghê lắm quý vị. Chị bà Sáu đã lợi dụng tình thương của mẹ con Cúc Cúc là mẹ Lành. Chị Phượng Ve đã mượn tay mẹ Lành y hiếp mẹ Lành, nói mẹ Lành nếu không giúp chị Phượng Ve thì Phượng Ve sẽ tung những cái thông tin xấu về con Cúc Cúc để con Cúc Cúc bị ảnh hưởng uy tín và danh dự, nhằm yêu cầu mẹ Lành cung cấp thông tin sai sự thật về con gái của bác Năm, Vũ Linh, cho cô Hình HHB. Chị Phương Ve cũng là người tạo những nick giả Cúc Cúc rồi đăng bài xúc phạm bác Năm, sau đó xúi con Cúc Cúc đi kiện con rể bác Năm. Hiện tại mẹ Lành đang bị nghi ngờ cung cấp thông tin sai sự thật cho cô HHB. Xin mọi người share bài này lại cho cộng đồng mạng hiểu rõ về con người thật của Lê Thị Phượng Ve. Ở đây ngộ vậy ta. Ở đây là chị Mì Xào mình lên một cái thông tin mình thấy nó rất là ngộ quý vị. Hay là có những cái chiều hướng muốn quay xe cả nhà. Những cái thông tin mà của chị Mì Xào mình lên nè quý vị. Là nói là con Cúc Cúc, thậm chí là bà Lành Trành Bồn thì bị con Phượng Ve nó thuê, nó mướn, đang chỉ đây, ở đây là chị Mì Xào mình đang chỉ đích danh là con Phượng Ve nha. Và thậm chí là nói con Phượng Ve đã uy hiếp mẹ bà Lành Trành Bồn nè, và con Cúc Cúc, thậm chí là nói con Ve đã tạo ra những cái nick giả của con Cúc Cúc để đăng bài, thậm chí là chửi bới xúc phạm cậu Năm hay là chị Hồng Loan gì đó. Rồi khi mà chị Loan chia sẻ lên thì nó kêu con Cúc Cúc cái đích thật là đi thuê đi kiện. Ở đây thì chị Mì Xào mình sao vậy ta, muốn hối cải hay gì, quay đầu là bờ hay gì, tại sao tự nhiên lên tố mẹ con bà Sáu vậy? Rõ ràng cũng vậy, đây là đang là tố mẹ con bà Sáu rồi, nói tư cách này là tố mẹ con bà Sáu mà ông gài lên chửi chị Loan lắm mà, sao bây giờ kêu tên cô từ tên luôn rồi nè quý vị, nhắc tới con của cậu Năm luôn rồi. Ghê vậy ta, nhắc tới con cậu Năm hôm nay chửi người ta quá trời mà, trời ơi, chửi là đứa vô ơn rồi con hờ con lờ rồi tùm lum hết trơn mà cả nhà, đúng không? Tại sao mà bây giờ lại kêu là con của cậu Năm rồi? Không biết là sao đây, không là không biết là chị Mì Xào mình ăn ở kiểu gì mà tính quay xe hai ba mặt cái gì đây, nên là chửi mẹ con của con Ve. Nó thật sự đừng có giải an con Cúc Cúc gì chân á, con Cúc Cúc đó nó rõ ràng như ban ngày rồi. Nếu nó thật sự có cái chuyện gì thì cũng từ cái hậu quả nó lãnh thôi, đúng không? Mày lên mày xúc phạm cậu Năm, mày lấy những hình ảnh mày chửi bới cậu Năm mà chị Hồng Loan, bây giờ mày bị những cái nghiệp vật của tụi mày thì chuyện rất là bình thường, đúng không? Trả giá thôi, nếu vả báo thôi vậy, vả báo thôi. Tụi mày lên xúc phạm thì bây giờ bị tẩy chay thì chuyện nó bình thường. Tao nói thật sự mình không biết là cái con Mì Xào này nó có thể là giải oan được cái kiểu gì nha, không biết là nó giải oan được cái kiểu gì, nó còn lo cho nó chưa xong nữa vậy, mày lo là giải oan cho mày kìa, chứ mày đừng có đi giải oan người khác, cũng có ai tin đâu. Mà không biết là nó biết những cái thông tin, nói thật sự những người này nếu mà nó biết nắm được những cái thông tin nào trong tay đó cả nhà, thì sao mà nó không đưa lên trên cộng đồng mạng hay là trình lên cơ quan gì đi để làm sáng tỏ đi. Em sợ lắm quý vị, em sợ mà những người mà nói tôi cầm trong tay hàng trăm hàng ngàn cái bằng chứng, mà kết cuộc thì những cái bằng chứng bô lô bô la, những cái bằng chứng tào lao không à, những bằng chứng có làm được cái gì ha. Ở đây mình nghi ngờ lắm, nghi ngờ là chị Mì Xào mình đang có những cái âm mưu hay là ấp ủ gì nữa cả nhà ha. Tự nhiên là lên chửi thì con bà Sáu thì mình thấy nó rất là ngộ ngộ rồi quý vị ha. Thì tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề là quý vị cũng nhớ là ngày hôm qua tới bây giờ đang có một cái thông tin là nó nói là chị Hồng Loan là những người là đứng phía sau là chủ mưu kêu gọi tiền từ thiện hay là các thứ các kiểu, đúng không cả nhà? Tụi nó đang cố gắng là lan truyền cái thông tin đó vu khống cho chị Hồng Loan nha cả nhà ha. Đó, chị Hồng Loan là người ở trong đó, người chùm cuối để kêu mẹ con bà Sáu đứng lên kêu gọi tiền từ thiện gì đó. Nhưng mà rất là ngộ nha quý vị ha. Nếu mà chị Hồng Loan làm như vậy thì tại sao mà tới bây giờ chị Hồng Loan vẫn không có tiền? Trong cái thời điểm mà chị Hồng Loan cũng không có tiền, thậm chí là chị Hồng Loan phải đi thưa kiện với mẹ con bà Sáu làm cái gì? Rồi tiền bây giờ nếu mà kêu gọi như vậy rồi tiền bây giờ ai giữ? Chị Hồng Loan giữ hay là mẹ con bà Sáu giữ? Nó đang rất là ghê gớm nha, nó đang công kích rất là nhiều. Nó nói là chị Hồng Loan là chỉ đạo cho con Ve đó cả nhà, là kêu gọi nha. Đây có những thông tin như thế này: Hồng Loan đã bị gài vào một việc đã rồi, đúng là não cá vàng của Lương Văn Bình. Đọc đoạn chat
thôi mà không hiểu ý của nó là như thế nào. Bữa bà cũng đồng ý mà đúng không? Kha kha, ở nhà có ai tự ý đâu. Hồng Loan đã hỏi câu gì để Phượng Ve trả lời câu này? Phải chăng là sao tao thấy vụ viên góp xe mộ vậy Phượng Ve? Hồng Loan đã từng đồng ý cái gì và không đồng ý cái gì? Đã có gì khuất tắc qua mặt được Hồng Loan không? Phải chăng là đặt Hồng Loan vào chuyện đã rồi? Phải chăng có những điều tiếng không tốt về vụ viên góp mộ đến tai Hồng Loan nên Hồng Loan phải nói thôi kệ đi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lúc đó thì 17:05. Tại vì quý vị cũng biết cái vấn đề ở đây là những cái tin nhắn thì nó khác nhau nha. Thậm chí thì cái câu mà Hằng Lương Văn Bình ngày hôm qua nó đưa lên đó cả nhà, nói là chị Loan chỉ đạo đó, và thậm chí là chị Loan có trả lời bây giờ có tiền ghi lên Facebook có giùm lập mộ thì nói chung là ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Có thể là con Ve nó đã nhắn tin một cái thông tin nào đó với chị Hồng Loan, và chị Hồng Loan đã nhắn như vậy đó, hay là nhắn hỏi thế nào cũng biết, cũng như người ta giải thích nãy giờ nè cái gì ha. Nên chị Hồng Loan nói thôi kệ đi, thì tôi có lợi dụng vào vấn đề này để ghim đi đó, và để làm sao mà cho mọi người tin là những tin nhắn đó là thật, là do chị Hồng Loan là đứng lên kêu con Ve nó kêu đội nha quý vị ha. Rất là ghê gớm luôn. Bởi vì vậy sao những cái bọn này nó có rất là nhiều những cái chiêu trò và thậm chí là nhiều cái thủ đoạn nha cả nhà. Nên những cái bọn này cần phải bị loại bòi trừ mới được. Nhưng sau đó Hồng Loan thấy không ổn, sợ khán giả hiểu lầm, gia đình đi xin tiền quyên góp xây mộ cho ba, sợ ba lại mang nợ khán giả, nên Hồng Loan nhắn lại nhờ cô Tiên Ngáo lên giải thích giùm được hay không. Lúc là 17:28, vậy thì chỉ có sự đạo diễn đạo gì gì ở đây, hay đây chỉ là một sự việc Hồng Loan đưa vào chuyện đã rồi. Vì không muốn ba mình mang tiếng nên Hồng Loan phải nói câu này do ý niệm của khán giả. Có thể rất rõ ràng ở đây nha. Một hơi thì chị Loan cũng đã nhắn tin với cái chị Tiên Ngáo kêu là thôi làm mất công mọi người hiểu sai về cái vấn đề, tại vì cậu Năm cũng không có muốn như là cũng như chị Loan không có muốn kêu gọi cho cậu Năm đó về để cậu Năm có thể là bị mắc nợ mọi người, cậu Năm cũng đã mắc rồi, có thể là mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng mà bây giờ bọn đó đã dùng những cái chiêu này nha, có thể là bọn đó cũng đã dùng những cái thủ đoạn này để lừa gạt, có thể là qua mặt khán giả. Nhưng mà ở đây thì khán giả người ta rất là hay bởi vì người ta không thể nào mà bị mẹ con bà Sáu lừa được đâu. Rồi hai tin nhắn bị thu hồi với nội dung gì? Phải chăng là bắt lợi cho cô ấy nên bị thu hồi? Vì cũng biết ở dưới này nó cũng còn hai cái dòng tin nhắn bị thu hồi nha quý vị ha. Ở đây muốn cho quý vị xem nè. Đó. Ở dưới này nó có hai cái dòng tin nhắn như thế này nè. Đó, cái nhà thấy không? Đó, nó đã bị thu hồi tin nhắn lại nha cái nhà ha. Đó, không biết làm sao đây. Đó, có cái lý do gì hay không mà tự nhiên là nó thu hồi lại cái dòng tin nhắn ở dưới. Ở trên này nó chửi. Đó. Đúng không cả nhà? Trên này nó chửi mà bây giờ ở dưới thì nó thu hồi lại cái tin nhắn. Hay là cái tin nhắn, cái dòng tin nhắn dưới là nói cái gì đó, bắt lợi cho nó rồi. Hình như tôi nhớ được một đoạn chat được tung ra, Hồng Loan có nói thôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi, đừng cầu kỳ. Thì có thể là người ta nói là chị Loan nói là có bao nhiêu thì làm bao nhiêu, đừng có cố gắng mà làm hay là kêu gọi hay là đi quyên góp của mọi người rồi để lừa rọc của mọi người làm gì. Có bao nhiêu là xây bao nhiêu, có nhiều chút thì mình xây đẹp một chút, mình xây sang một chút, còn ít quá thì mình xây bình thường hay là bình dân. Thậm chí là quý vị cũng biết là cậu Năm thì đất đai cũng rất là nhiều mà, chứ không phải là cậu Năm có đất đâu vậy. Mình thấy là cái việc mà làm hộ cậu Năm không cần phải kêu gọi, và thậm chí là có những người như chị Bình Tinh hay anh Lâm Hùng cũng đứng ra để làm đó, để không nhận tiền phúng điếu đó, nhưng mà những người đâu có chịu đâu người ha. Vậy là ý định quyên góp xây mộ ban đầu là của ai? Có phải là của Hồng Loan mà Hồng Loan chỉ đạo, hay là đưa Hồng Loan vào một cái sự việc đã rồi? Có thể là cái vấn đề đó là quyên góp xây mộ là chỉ là mẹ con bà Sáu làm tắt tần tật nha quý vị ha. Làm hết trơn luôn, mà cái chuyện này thì bây giờ quý vị cũng biết là đã đưa cố gắng đưa chị Hồng Loan vào để cho chị Hồng Loan là người lãnh đạn nha, cho người Hồng Loan, cho chị Hồng Loan là người phải chịu những cái việc này ha. Mình thấy ở đây là mẹ con bà Sáu
à, hay là những người này nó thủ đoạn rất là ghê gớm nha cả nhà ha, à, tính bài mưu tính kế cũng rất là dữ dằn nha, nhưng mà ở đây chắc chắn cũng không qua mặt được cộng đồng mạng đâu ha, dễ gì tính lừa người ta gì. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy rất là vui ha, à, là chị Sáu mình đã cự cãi với ông Bảy một cách banh chành, à, có thể là từ mặt nhau nha cả nhà ha, à, rất là ghê gớm. Ta tiếng là bánh kẹp đậu phộng nón lá, thành phần gồm đậu phộng, sữa, mè và bột, thì một bịch như vậy 5 cái là 120.000, rất là ngon. Cô chú chị nào mua nhớ liên hệ số điện thoại là 0879 262 để được tư vấn trực tiếp từ Tiến Vlog nha. Cảm ơn cô chú anh chị.